Tiêu vịt nướng à? Ừ. Vịt nướng bên bà suối. Nó vừa nấu ăn này, vừa hát. Vui đấy nhỉ? Vui chứ, đi chơi vui. Để vào lưới. Suối này có khi nước lũ nó to là lên cao tít trên này đúng không anh? Ồ, tít trên kia mà kia. Đây. Giấu bụi bay kia. Vâng. Người có tầm này nè. Vào tháng mấy thì ở đây có lũ anh? Hả? Tháng mấy ở đây có lũ? Tháng 6 anh ạ. Tháng 6 ạ? Âm lịch kia à? Bây giờ là tháng 4 rồi. Hôm nay mùng 1 tháng 4. À, 2 tháng là bắt đầu mùa lũ to rồi. Vâng. Sau mùa lũ đấy thì chắc có nhiều cá hơn không anh? Đúng rồi, sau mùa lũ có nhiều cá này. Tép năm mới có nào? Hả? Tép năm mới có tùm thế này. Bắt tùm, bắt tùm bắt nữa tôi à voi. Ừ. Anh tên? Đây về nhà mình mài cái lá mình mài. Dạ. Anh ơi em thấy cái rêu này có nhiều người lấy ăn nhưng mà không phải rêu này đâu đúng không anh? Rêu này thì không phải. Không phải rêu này để ăn đâu. Rêu này loại 2 rồi. Rêu đá cơ đúng không? Có loại rêu mùa ấy. Rêu đá thì ở gần đây có không anh? Không có. Mổ rồi ạ. Mổ thì mất ngon luôn đấy. Ôi mất ngon. Trời ơi, bảo không mổ cơ mà nhỉ. Ồ phí. Quên à? Thì nơi mới quả mật nó ra thôi. Cũng không cần đâu, mật đắng ăn càng ngon. Phải đỉnh cả con này cơ. Trời vật em cũng ăn được cái mà không, cá... thì tích đâu đấy. Không có cá suối thì nó phải không mổ mà. Đúng rồi, cá suối này không cần mổ đâu. Cần... À mổ có 2 con thôi đúng không? Mổ nhiều rồi. Mổ hết rồi. Con này phải mổ chứ. Con này không mổ. Mổ chứ. Không mổ. Ăn thế nào được con này. Nhé, cắn cái bình nó có. Bình à? Lướng. Lướng. Hai cái đấy có. Cắn được lại, bánh bình ra, chả nên em hái của mấy đấy. Hút, kế trễ nó. Được rồi. Chảy lo đâu. Chảy lo đâu đâu. Căn cá sấu phương ý của căn sấu phương sẽ căn té mà nó sụp nè, căn hoàng ấu. Phát cái nè. Kín phá đâu ăn à. Ô chưa, cứ để. Hả? Hạt gì? Hạt mắc khén này chị? Ừ. Bột canh. Cho ớt vào chứ chị nhỉ? Ừ. Tí chấm. Dạ, à, tí nữa chấm. Vâng. Tí ớt này thì làm nước chấm. Ừ. Chỉ có người ăn cay, không ăn cay được. Vâng. Con cá này là gọi là con cá gì hả chị? Chị biết rồi, không biết nói đâu. Là chị biết gọi không biết nói. Đâu hả? Con này thì ngon. Con này ngon rồi. Con này ngon. Con này kiểu như là toàn ở trong đá đấy đúng không? Trong đá, trong hang đá này. Hang đá. Nó có loại to không anh? Có, một loại là to. To vậy là thì nó thịt nó có một con một loại to nữa. À. Nhiều loại này. Đây là con cá chạch. Chạch gai. Cá suối này nó nhiều loại. Nó nhiều loại nhỉ. Bây giờ này gặp ngược rồi. À, mổ cái này. Tôi này mà mổ xe xe đái đó và ngắm và dàn cho nó mổ nó ra. Đúng rồi. Cái là bình tôm như vậy đó. Cắt, hảo thế. Ừ, sai, em đang
Ô, đây còn con nữa. Con để đỗ. Không, đây mà, trong túi này. Túi con à? Dạ. Cái gì? Túi đầu con dao. Rồi hồi lấy bánh dũa cho anh lên cho sẻ bảo ma đó nè. Thôi đâu, nó cứ chậm thế này thoải mái uống rượu chưa rồi? Thoải mái rồi. Kia rồi. Trên kia còn bắt nữa mà. Cá rô nhỏ à? Cá nhỏ hay anh? Đấy. Ô. Được hơi nhiều thật. Hôm nay sao được đánh không được nhiều mấy anh nhỉ? Thì nước đú về này khó kiếm lắm. À. Trước nước chưa đú ấy, chưa mưa ấy, lạt chỗ nào cũng được. Vâng. Lạt dưới. Giờ có. Thế sau cái đợt lũ to tới là bắt cái để được nhiều hơn anh nhỉ? Vâng. Nằm cái chỗ ăn. Nó phải hiến giải lá cây. ไปฟ้านี่ก็คือตรงใจเราจะชาเกี่ยวหวาวแล้วก็บ่ก็ฝ่าลงนี้เนาะอ๋อนะเขาสีฟ้าเออหน่อเอามาแล้วก็มาเอาไตมาลาละปัดไตอ๋อแค่ตรงนี้ไตจะขาดไตนี่ไตนี่ปีนะเจ้าเข่าอักหน้ามาก่อนจังมาก้นมามิดหน่อยโอ้ยไรนาไก่ กบไก่ต่อมาดมาเลยเฮ้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 
không? Sao nữa? Loài này bé thôi, loài này thì chặt loài nhỏ. Hino. Rồi, nằm chế ra đi, anh đi xuống chỗ, mới xấu tép đi. Nằm xa hỏi nơi.
làm bịch cái này đó các bạn ơi. Này, má lại khả, má đi. Đi rừng thì thế này đâu. Cố nhìn thế này, chuẩn rồi. Lấy cái bạc đi thì chắc biết rồi. Thế này là chuẩn quá rồi đấy. Mắc hàng mà nó tổng xí hết. Thịt vịt nướng. Úi dồi, nhìn ngon nhỉ. Nướng à? Nướng thế đấy. Thịt nướng mà. Quay rồi. Năm. Nước à? Nậm rượu. Nẩu. Cây lá chua này anh nhỉ? Cây lá chua này à? Ăn. Chán nằm rồi, nó bao đi. Lá chua chát. Nước với cái này. Mang cái chén này. Mang cái chén này. Rồi nó ăn. Cho ông hai bật tổ con nó. Nó là chua chan. Yeah. Rồi. Mừng cái cơ. Đi em. Nhìn cái con. Mấy. Đây là món vịt nướng. Cá nướng. Chán rồi chứ. Đấy, con to đi chứ. Con to đâu. Con to đây. Đấy, con to bật con to nó đem trên đi. Ý. Con to này nướng theo đúng kiểu nướng ba bình tộp ấy. Đấy cái này đó. Đấy lá này thôi. Cái lá này giải ra đi. Ừ, quá ngon. Cố to mâm mề, mâm cố to. Cố to. Ăn mới đi. Một. Càng ta đâu nè. Một lúc đi hàng đây, chúng đi ảo kịp. Kịp mai lúc thế. Xong suối đi. Ăn xong xuống suối tắm luôn. Tắm cả áo nó cho nó nó. Tắm đôi nữa nó. Đi đi. Xôi gọi nó dòng. Ồ, cái gì ăn cổ. Nhật Bản đấy. Áo sáu bản mà. Áo áo phô pai sắc quăng ấy. Còn cái nhớ mắc càng chưa mắc. Cái gì vậy? Ăn ta đôi. Cái khẩu vừa đấy. Ăn ăn là cáng phô ra ra phải không? Chỉ ra. Uống này. Nhá. Vâng, cứ đổ vào này. Đây, cái này là xuống rồi. Ra đây. Đi rừng này ăn uống cái này chuẩn rồi. Cơ bản là vui thôi, hay nhỉ? Vâng. Bà sản tốt cuốn. Có la cây dưới đấy. Chỉ là nào quá đi. Cái rượu này là rót bằng cúc kia thôi nha. Chén này. Rót mình để chỗ nào cái này chị em cầm cái chén này. Để đi. Rót lúc nào lại uống luôn. Không đúng rồi, rót được uống luôn không để. Cầm cái nó. Không được cầm. Nó lật nó ngã đi. Xong đi, xong đi. Đưa đi. Đưa đây. Ở chị cái đi. Cái này nước à? Ngồi xổm nước. Rượu được anh. Đây, mời mọi người đây. Cảm ơn. Vào đây. 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 Vào